Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, tăng 1,25 điểm chỉ số nộp thuế của Việt Nam là 62,87 điểm trong báo cáo môi trường kinh doanh Doing Business năm 2019 toàn cầu vừa được Ngân hàng Thế giới World Bank công bố. Song xét về thứ hạng thì chỉ số nộp thuế của Việt Nam lại tụt 45 bậc. Vậy nguyên nhân vì sao mà chỉ số nộp thuế của Việt Nam lại giảm mạnh như vậy? Ngành thuế cần phải làm gì để cải thiện chỉ số nộp thuế trong thời gian tới? Đây sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề Doing Business 2019, tại sao chỉ số nộp thuế tụt 45 bậc. Trước tiên mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Theo báo cáo môi trường kinh doanh Doing Business 2019 vừa được Ngân hàng Thế giới World Bank công bố, độ sổ trong các chỉ số tụt hạng mạnh nhất của Việt Nam là chỉ số nộp thuế giảm tới 45 bậc. Thời gian nộp thuế của Việt Nam theo xếp hạng của World Bank trong Doing Business 2019 là 498 giờ, trong đó thuế là 351 giờ và bảo hiểm xã hội là 147 giờ, không thay đổi so với năm trước. Trong số 351 giờ nộp thuế, có 334 giờ là thời gian dành cho việc tính toán số liệu và chuẩn bị tờ khai. Thời gian cho việc nộp tờ khai và nộp thuế là 17 giờ. Số lần nộp thuế giảm 4 lần, tổng mức thuế suất trên lợi nhuận giảm 0,3%. Đáng chú ý, phần điểm về hoàn thuế giá trị gia tăng của Việt Nam bị đánh về không là một trong những lý do khiến chỉ số nộp thuế tụt 45 bậc. Tính chung, chỉ số nộp thuế của Việt Nam tụt xuống vị trí thứ 131, rơi 45 bậc so với năm trước. Cũng theo báo cáo này, thời gian tính toán số liệu và chuẩn bị tờ khai của doanh nghiệp chiếm tới hơn 95% số giờ nộp thuế, khiến tiêu chí này không giảm. Dù có một số lý do liên quan đến cách tính của World Bank khi đánh giá chỉ số xếp hạng thuế tại Việt Nam, tuy nhiên đa số các chuyên gia đều đồng tình rằng để cải thiện chỉ số nộp thuế cần hỗ trợ chế độ kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì họ đang chiếm tới trên 95% tổng số doanh nghiệp và là cơ sở để World Bank lấy đánh giá chỉ số nộp thuế. Trong Doing Business 2019, ngoài chỉ số nộp thuế và bảo hiểm xã hội, nhiều chỉ số khác cũng bị World Bank đánh tụt hạng, gồm chỉ số xuất nhập khẩu giảm 6 bậc, giải quyết phá sản giảm 4 bậc, cấp phép xây dựng tụt 1 bậc. Qua phần tổng hợp vừa rồi có thể thấy chỉ số nộp thuế của Việt Nam tụt bậc phần lớn là do điểm về hoàn thuế giá trị gia tăng của Việt Nam bị đánh về không. Vậy ngoài ra còn nguyên nhân nào khiến chỉ số nộp thuế của Việt Nam tụt bậc mạnh như vậy? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Theo báo cáo Doing Business 2019 của World Bank cho thấy thời gian nộp thuế của Việt Nam là 498 giờ, không thay đổi so với năm trước. Trong số đó, thời gian cho việc nộp tờ khai và nộp thuế là 17 giờ, số lần nộp thuế giảm 4 lần, tổng mức thuế suất trên lợi nhuận giảm 0,3%. Đáng chú ý, phần điểm về hoàn thuế giá trị gia tăng của Việt Nam bị đánh về không là một trong những lý do khiến chỉ số nộp thuế tụt 45 bậc. Do mà làm cho mình tụt hạng thứ nhất ấy là có cái thay đổi về chính sách trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng. Có nghĩa là từ tháng 7 năm 2016 thì các cái doanh nghiệp mà chúng ta đưa vào đây là doanh nghiệp giả định, là doanh nghiệp không có đầu tư và không hoạt động xuất khẩu thì không còn thuộc diện được ở hoàn thuế giá trị gia tăng. Thế cho nên là cái điểm cho cái phần đấy nó trở về bằng không. Và chỉ riêng cái yếu tố đó nó là giảm, Việt Nam sẽ bị giảm 50 bậc. Còn nếu mà chúng ta nhìn thấy ý là chúng ta giảm 45 bậc thì cái năm thực ra là chúng ta tăng 5 bậc về cái ấy do giảm cái số lần nộp thuế, nhưng nó lại bị trừ với 50 bậc giảm do chúng ta thay đổi về mặt chính sách. Năm nay thì Ngân hàng Thế giới cũng như mọi năm là thường khảo sát doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và năm ngoái những doanh nghiệp nhỏ và vừa đối tượng như vậy thì được miễn thuế giá trị gia tăng. Và năm nay chúng ta đang cải cách cái luật thuế, cải cách cái gọi là quy định về thuế, yêu cầu là phải áp thuế giá trị gia tăng đối với cả doanh nghiệp đó. Và vì thế doanh nghiệp nhỏ và vừa đó người ta cho không điểm là vì người ta không được miễn cái phần thuế giá trị gia tăng như là những năm trước. Để đánh giá về chỉ số nộp thuế, World Bank đã căn cứ vào các tiêu chí như số giờ nộp thuế, số lần nộp thuế trong năm, tổng mức thuế suất trên lợi nhuận, chỉ số sau kê khai. Việc khảo sát được thực hiện trên một doanh nghiệp nhỏ giả định, không có hoạt động xuất khẩu, đầu tư để đảm bảo tính so sánh và dựa trên các quy định đã ban hành và đi vào thực hiện trong năm 2017, độ trễ của chính sách là 2 năm. Chính vì thế, có nhiều cải cách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp được áp dụng trong vài năm gần đây nhưng chưa được World Bank ghi nhận. Lấy một cái doanh nghiệp nhỏ
mang cái tính cá biệt mà không có hoạt động xuất nhập khẩu để mà họ nhìn nhận đánh giá, và chỉ có một doanh nghiệp thôi để đánh giá. Đấy là một cái. Điều thứ hai đó là họ chỉ lấy một số cái chỉ tiêu về thời gian nộp thuế cũng như số lần nộp thuế và những cái chính sách có liên quan đến cái hoạt động nộp thuế của một cái doanh nghiệp đó để mà xem xét, chứ không phải là họ xem xét tổng thể chung tất cả những cái hoạt động của một cái doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà lớn và vừa. Thì những cái doanh nghiệp mà nhỏ như vậy ấy, nó có rất nhiều cái điểm đặc trưng riêng biệt, ví dụ như là cái chế độ kế toán rồi chế độ thuế đối với những cái doanh nghiệp này nó đều có những cái nét riêng biệt. Cái về cái số giờ nộp thuế thì chúng ta không có thay đổi so với năm trước. Còn cái số lần nộp thuế thì chúng ta giảm được 4 lần, có nghĩa là từ 14 bây giờ xuống 10 là chúng ta tăng điểm. Nếu tính về so sánh là tăng điểm ở đó, nhưng nó lại bị giảm ở vấn đề về thay đổi chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng. Cho nên là nếu chúng ta đã hoàn thuế giá trị gia tăng thì chúng ta không phát sinh cái giờ, nhưng mà họ lại tính đến cái chuyện là cái chính sách này nó không được một điểm nào cả. Dù có một số lý do liên quan đến cách tính của World Bank khi đánh giá chỉ số xếp hạng thuế tại Việt Nam, tuy nhiên các chuyên gia cho rằng để cải thiện chỉ số nộp thuế cần hỗ trợ chế độ kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì họ đang chiếm tới trên 95% tổng số doanh nghiệp và là cơ sở để World Bank lấy đánh giá chỉ số nộp thuế. Muốn giảm thiểu giờ doanh nghiệp thì hai yếu tố là gì? Chính sách và sử dụng cái công nghệ thông tin, không chỉ công nghệ thông tin ứng dụng với cơ quan thuế mà phải đưa vào doanh nghiệp thì chúng ta mới chuyển đổi được. Còn một mình cơ quan thuế chuyển đổi mà doanh nghiệp không chuyển đổi, hệ thống chính sách không chuyển đổi thì rất khó chúng ta có thể đơn giản hóa thủ tục hành chính được theo yêu cầu. Khi mà xem xét thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như để làm cái việc mà tính toán các cái số liệu về thuế của một cái doanh nghiệp nhỏ, khi mà cái hệ thống kế toán của họ nó chưa đầy đủ thì nó cái thời gian nó tương đối nhiều. Cái điều thứ hai là nếu mà chúng ta xem những cái doanh nghiệp nhỏ ấy, thì cái việc áp dụng cái công nghệ thông tin cũng như là các cái chính sách chế độ thuế nó chưa đầy đủ, và vì thế cho nên là cái việc mà xếp hạng này nó cũng chưa thực sát. Thực tế những năm qua ngành thuế đã triển khai nhiều cải cách như kê khai, nộp thuế điện tử, nhưng không thể phủ nhận rằng thời gian doanh nghiệp bỏ ra để chuẩn bị số liệu từ khai thuế hiện vẫn còn lớn. Vấn đề này có vai trò của doanh nghiệp khi họ vẫn thực hiện tờ khai thuế chiết xuất số liệu từ sổ kế toán ra bảng Excel thay vì ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian chuẩn bị thủ tục. Rất nhiều doanh nghiệp thì đối với doanh nghiệp nhỏ vừa thì họ không có nhiều các cái bộ phận về kế toán, về chuyên ngành. Họ vẫn phải thông qua các cái đại lý thuế rồi có thể là mời các đơn vị tư vấn. Nên đôi khi cái sát thực để vấn đề về thuế là thực thi vẫn còn chưa tốt. Nếu như thuế thì là đưa ra những cải cách là có lợi cho doanh nghiệp, và đấy những cái gì mà văn bản chính sách đã đơn giản hóa thủ tục rồi thì doanh nghiệp muốn làm thì làm, cơ quan thuế không yêu cầu doanh nghiệp muốn làm thì là do quản trị của doanh nghiệp, và về nguyên tắc thì cũng không được tính, tức là những cái gì doanh nghiệp làm theo quản trị của doanh nghiệp thì sẽ không tính vào trong cái giờ chi tiêu phụ thuế, không được tính vào số giờ mà phải làm phục vụ cơ quan thuế. Một số chuyên gia cho rằng, ngoài việc doanh nghiệp tự nỗ lực để giảm thiểu thời gian chuẩn bị số liệu tờ khai, cơ quan thuế cần tiếp tục có các biện pháp để cắt giảm các yêu cầu không cần thiết trong tờ khai thuế. Để hiểu rõ hơn về đánh giá báo cáo Doing Business 2019, trong đó thì chỉ số nộp thuế của Việt Nam giảm tới 45 bậc, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Lần đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa ông, trong báo cáo Doing Business 2019, riêng chỉ số nộp thuế của Việt Nam xếp thứ 86 trên 190, tăng 81 bậc so với năm 2017. Và đây là năm thứ tư liên tiếp các cải cách về thuế được báo cáo môi trường kinh doanh ghi nhận. Ông có nhận định thế nào về vấn đề này? Trong năm nay, có thể nhìn thấy rõ nhất hai cải cách trong nộp thuế. Đó là số lần nộp thuế giảm và tổng mức thuế suất trên lợi nhuận giảm. Trong việc xếp hạng chỉ số nộp thuế so với các nước ASEAN 4 và ASEAN 6, thì Việt Nam đứng thứ 4 sau 3 nước là Singapore xếp thứ 7, Thái Lan xếp thứ 67, Malaysia xếp thứ 73. Chính những cải cách về giờ nộp thuế đã góp phần nâng chỉ số của ngành thuế trong môi trường kinh doanh. Năm 2017, doanh nghiệp mất 540 giờ một năm để nộp thuế, thì năm nay chỉ mất 498 giờ, trong đó thuế mất 351 giờ, bảo hiểm xã hội mất 147 giờ. Hay cải cách thủ tục hành chính cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục đăng ký thuế,
kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, kiểm tra, khiếu nại, đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính, tăng cường chấn chỉnh giám sát việc thực thi công vụ của các cán bộ thuế cũng đã góp phần vào sự cải thiện này. Và rõ ràng, nếu nhìn một cách lạc quan thì Việt Nam còn rất nhiều cơ hội để có thể có những bước tiến trong lĩnh vực này để đóng góp chung được vào sự cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Thưa ông, trong thời gian qua, ngành thuế đã có nhiều cải thiện, song trong báo cáo Doing Business 2019 thì chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tụt 45 bậc. Vậy đâu là nguyên nhân ạ? Trước tiên, tôi xin được làm rõ lại rằng cách tính, xếp hạng và chỉ số thuế của năm nay đã có những thay đổi so với năm ngoái, trong đó có những thay đổi chủ yếu trong cách tính một vài chỉ số phụ. Doanh nghiệp được World Bank lựa chọn là doanh nghiệp nhỏ, không phải doanh nghiệp lớn, nên việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Tuy nhiên, nhiều nước có chính sách kế toán thuế đơn giản hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do vậy, nếu để so sánh với thứ bậc mà Việt Nam có được từ năm 2017, thì thứ hạng năm nay tuy có sự sụt giảm, nhưng sẽ không phản ánh thực tế của Việt Nam, mà chỉ đơn thuần được đánh giá dựa trên những chỉ số được sử dụng làm tiêu chí cho năm nay. Thực tế cho thấy trong những năm qua, Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ trong chỉ số đánh giá về nộp thuế. Như năm ngoái, thì một trong những tiến bộ được nhắc đến nhiều nhất đó là đã có những thay đổi trong luật thuế ở Việt Nam. Chúng ta có thể so sánh chỉ số nộp thuế của Việt Nam từ năm 2017 là hạng 168 và đến năm 2018 là xếp hạng 131 toàn cầu. Tất nhiên, hạng 131 vẫn là một thứ hạng tương đối thấp trong khu vực bởi Việt Nam có rất nhiều cơ hội để cải thiện chỉ số và đạt được thứ hạng tốt hơn bởi chính phủ Việt Nam đang có rất nhiều nỗ lực cải cách tập trung vào lĩnh vực này. Vâng, vậy ông có khuyến nghị gì đối với Việt Nam trong việc cần cải thiện ra sao trong thời gian tới ạ? Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất ở thời điểm này là Việt Nam tiếp tục thực hiện các cải cách này của mình. Tổng cục thuế nên tiếp tục hiện đại hóa các quy trình thủ tục của mình, ví dụ như thực hiện các thủ tục trực tuyến. Như bạn biết, ở Việt Nam, các quy trình thủ tục về thuế như tìm tờ khai nộp thuế hay nộp thuế đều có thể thực hiện online. Điều này là rất tốt và nó sẽ góp phần giúp các thủ tục hành chính về thuế được giảm bớt. Bên cạnh đó, nên có chính sách về thuế, chế độ kế toán đơn giản phù hợp hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và bạn biết là với các thủ tục công khai thì việc thực hiện minh bạch như vậy sẽ giảm tải việc các doanh nghiệp phải kiểm toán về thuế. Đồng thời, những người nộp thuế sẽ không còn phải thực hiện các thủ tục mang tính chất hành chính nhưng rườm rà và phức tạp. Một lần nữa, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Đến đây thì chương trình Tài chính thuế cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến và xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc nhận thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.